không phải là sắp đây mà làm luật đâu nhá. Với lại em biết ra ra chuyện gì đâu. Mày thấy không, còn nguyên đấy chứ có mất đi đi gì đâu mà chị cứ làm quá lên. Này, bạn sai cái gì thôi, bạn xin lỗi chứ. Thằng thì đó là người yêu mày là người sai. Mày biết cái gì chưa? Em để lại rồi, anh đi nhắc chả gì tí thôi, anh chỉ muốn là chị vui thôi. Mày không cần vui gì cả. Mày nói chuyện đàng hoàng thế chứ chị đau nào. Còn nói chuyện như thế nhá, mày xin lỗi chị đau luôn đi. Bạn biết gì đâu, chị Thư thì hát còn nước mà tôi làm kiểu gì. Bây giờ mày xem như mày nó sang đây nói kiểu gì đấy. Nhắc đúng kiểu đấy, nói chuyện hay đủ kiểu đấy mà có đúng mà. Thì như nào? Mày nói gì? Mày biết gì đâu mày nói. Tao bảo thôi mà, không cút quay ta. Cút đâu không? Bây giờ bạn bảo yêu bạn nhà đi, đừng sang nhà chị Thư làm loạn nữa. Nhưng mà tôi bảo nay giờ nó có chịu đi nghe đâu. Thế bây giờ đi đây. Bây giờ bảo tôi đi đi để em thấy họ sao chuyện chị Thư. Tao bảo rồi mày ở nhà. Bây giờ ấy, chị Thư là chị của chúng mình ấy, không phải người lạ đâu mà sang làm loạn. Anh xem đi, bố mẹ nó cũng không dám đâu, thân cũng lộ mặt nó như thế. Mà chị Thư chủ quyền gì chứ hết. Thì bây giờ bạn sai, bạn xin lỗi chị Thư một câu. Cái vấn đề đây là tôi xin lỗi mà chị không nghe. Bây giờ nghĩ cho tôi đi đâu mà kế đi bạn cũng ngăn cản. Nhưng mà bạn là người sai, bây giờ bạn đem con của chị Thư ra làm trò đùa. Nhưng mà nó xin lỗi rồi, hiểu chưa? Xin lỗi chứ chị không chấp nhận. Mẹ, bây giờ chị Thư tức như thế, chị không chấp nhận là đúng rồi. Bây giờ bạn sai cơ mà. Chủ yếu là anh ấy bảo chủ yếu là bảo cho chị vui thôi. Vui cái gì mà phải biết đấy. Tự nhiên đem con ra làm trò đùa. Bây giờ bảo vui. Bây giờ bạn nói người bạn ở nhà đi. Thôi tao mệt lắm rồi đấy, tao bảo mà nó không nghe thì thôi chứ. Bây giờ người yêu tao đi đâu mà mày bây giờ ở nhà đi để cho nó tự đi luôn đi. Ở nhà cái gì để em gửi họ sao nói chuyện chị Thư. Tao bảo mày ở nhà cơ mà. Lối kệ anh đấy. Này tao bảo mày ở nhà không được đi. Anh quyền thì mày cấm. Mày không hiểu à, bây giờ đó là chị của chúng mình đấy. Kể cả chị luôn, chị mà hất được một người hoài như thế à. Thôi tao chịu mày luôn đấy. Đi, nhiều nữa. Anh để em sao nói chuyện chị Thư. Bây giờ mày tính lần nào chứ. Sang cái gì đó mà bảo là hả? Anh theo gì chưa? Chị đã hất cản tôi được mà anh ấy rồi. Chưa tí là theo cái gì? Thua đi, em kiện con to tát gì đâu, chị cứ làm to lên làm gì? Làm to này, chúng mày nói như thật đấy. Thế mày chưa biết chuyện gì xảy ra à? Hả? Thế bây giờ mày đẻ con đi, xong rồi là người khác bế con mày đi, xong rồi chơi thế mà chịu được không? Thì anh chơi một tí làm chuyện với con đấy. Thôi, tao nói mày thôi mà. Mày không cần anh ý thế à? Mày nói chuyện với chị tao đang làm mà không phải là sắp đây mà làm luật đâu nhá. Với lại em biết ra ra chuyện gì đâu. Mày thấy không, còn nguyên đấy chứ có mất đi gì đâu mà chị cứ làm quá lên. Này, bạn sai cái gì thôi, bạn xin lỗi chứ. Sai thì chị Thư mày xin lỗi, mình chị về mày xin lỗi. Mày cũng nhỏ còn nhỏ nha, mà đừng láo. Láo thì chả láo cả, chị Thư hãy chắc cũng được mà anh ý xem chưa. Mày bảo, này, mày bảo ai mà xin lỗi? Hả? Chị là mày xin lỗi. Mày đừng có láo lớn như thế nhá. Ủa chị ơi. Mày là cái đồng hoàng ấy, chứ mày chứ không phải là mẹ thân hại đâu mà mày bắt tao phải xin lỗi đồng hoàng nhá. Thằng thì đó là người yêu mày là người sai. Mày biết cái gì chưa? Em để lại rồi, anh ấy chỉ chạy tí thôi, anh ấy chỉ muốn là chị vui thôi. Tao chẳng cần vui gì cả. Mày nói chuyện đàng hoàng thế chị tao nào. Còn nói chuyện như thế nhá, mày xin lỗi chị tao luôn đi. Bạn biết gì đâu, chị Thư thì hát còn nước mà tôi làm kiểu gì. Bây giờ mày xem như mày nó sang đây nói kiểu gì đấy. Hả? Nói đây đúng một gì nhá. Anh phải là em anh hiểu không? Xem ai đi hát nước mà bằng nước đứng trên thế chứ không? Tao bảo thôi cơ mà. Thôi thôi nào nhờ. Nhưng mà mày nói chuyện với chị tao như thế à? Hả? Cháu kiểu thế. Cái cáu cái gì? Mày đừng láo đây. Chúng mày phải lè ra, chúng mày còn ra đây chúng mày đã ra ai hả? Đúng rồi, với lại em cũng xin lỗi chị ơi, chị có chấp nhận em đâu. Chị còn hất nước mà mặt em kiểu sao sao. Chị rồi, chị pha đó đi còn hất nước cũng được mặt nó như thế. Tao chẳng cần lời xin lỗi của chúng mày gì cả. Thằng kia đó là con tao ấy, bị bế ra ngoài trời xong rồi giờ nó ốm rồi. Ai chịu trách nhiệm đây? Hả? Thì nó làm sao mà chuyện cần ấy. Nó làm sai mà. Tại cái tao cũng xin lỗi rồi. Tao cũng xin lỗi. Còn cái loại mày láo mày không ra khỏi nhà tao nhá. Thôi chị làm gì mà chỉ tay vào mặt người yêu em đấy. Thế bây giờ mày xem đi, mày xem như nào, có chuyện chị tao như nào. Mẹ mày là em nhá, mày bé của chị tao thôi, đừng có nói chuyện kiểu đấy chứ chưa. Em biết là mẹ của chị tôi chuyện người sai, xin lỗi nhá. Nói thì đừng có nói mà nó xin lỗi rồi.
chị Tư đâu có sai đâu, bây giờ tao hoàn thế này. Mày đi biết đeo gì mày nói. Mẹ mày chưa, tao nói mày không nghe hả? Nhưng mà tao xin lỗi chị Tư thôi. Nhưng mà chị tao cũng chấp nhận chứ. Thế sao mày lôi như mày sắp đây thay đổi như thế? Tao không lôi như đâu. Nhà tao bảo nhà rồi, không được sang đây làm loạn nữa. Chứ mày nghe hả? Còn nói nhiều thì tao đang làm thì nói, không nói thì mày cút hai đứa chúng mày cút đi nhá. Nó đến đây đấy. Nhưng mà tao nói thế không còn gì nữa, mày bảo gì? Nhưng đúng kiểu đấy, nói gì thay đổi kiểu đấy mà nói đúng hả? Thì như nào? Mày nói gì? Mày biết gì đâu mày nói. Tao bảo thôi mà. Không cút quay tao. Cút là bố rồi. Không mà. Cút rồi bà đây. Mày tỏ đầu tiên mày còn bảo. Bố ra. Mẹ, tao bảo sang đây có chuyện rồi, sau này nó nhỏ. Mày là con bạn này, mày cái đồ gì đấy? Tao bỏ tôi mà. Thôi cái đéo gì mày, không tên mày cứ đi. Học đàn nhá, mày chỉ vì một con đàn bà mà mày đánh lại anh em xong rồi mày phản lại chị. Thế thì chị không còn gì nói với mày nữa nhá. Nhưng mà em xin lỗi chị có đồng yêu đâu. Em xin lỗi thật lòng chị còn hất ra một mặt em như thế à? Chị ăn vừa là nghe xin lỗi thì chị tha lỗi đi. Này mày bảo đi mày đừng hồn lá quá. Tao bảo mày cũng biết gì cầm mồm vào. Thôi chúng ơi, riêng cái loại thằng vàng này nhá, không chơi bời với nó nữa nhá. Bây giờ chơi rồi chị... là cũng đeo chơi còn chị nữa. Em cứ chịu chơi với chị luôn. Rồi nhà hai đứa chúng mày nói thế nhá. Rồi được rồi, mày đi yêu mày đi, xem yêu mày đúng hay sai, xem nói chuyện thay đổi chị tao như thế. Này, tao bảo mày này, yêu tao sống tao còn đời con mày ấy, chỉ là một thời gian thôi đi. Tao bảo mày ấy, mẹ mày cũng chỉ là người dưng thôi, tao đéo cần anh em với bọn mày nữa. Này, rồi mày với chị nữa, em không thèm chơi đâu. Này, nếu mày nói như thế thôi, mày biến về. Này, biến xuống là một nhà tao đi. Mày cút luôn đi. Mẹ tao nói thế. Tao đéo gì ở đây, mẹ cái nhà này. Rồi, tao bảo con em vắt sai chơi em chị. Mày thấy thằng Bình nhá, thôi mày thấy cái thằng Hoàng Hoàng với cả là cái con Thảo lên nhá. Thấy nó đáng chưa? Đáng rồi chị, em bảo Khuyên ở nhà rồi, nó cứ sang đây thôi. Đấy. Bây giờ nó, em chỉ thư sang nói chuyện như mẹ thiên hạ. Làm sao lù lù ra xong rồi nó bảo là bắt chị Thư phải xin lỗi nó. Em không hiểu chị gì luôn. Còn con này nữa, là bực của mình. Chú ở trong nhà đang khóc ầm lên rồi kia kìa. Thế mà chúng nó không biết xin lỗi cháu, xin lỗi gì cả. Xong rồi chúng nó còn sang nó làm loạn nhà lên. Mẹ, chúng nó làm sai mà không xin lỗi chị nó cứ. Này quá đau nếu không thể chấp nhận được luôn. Đâu đi về, đi đi làm cái gì? Đeo cái cảnh vào với chuyện gì thôi, chúng ta xin lỗi em không? Mày bảo cái gì không? Em bảo chết đi không? Tao lỗi gì mà tao phải xin lỗi yêu mày? Nói chết thì đi đâu mà chị hắt được lực mặt nói, mà không xin lỗi đi. Đúng rồi, còn gì nữa? Chị có đáng rồi. Trời ơi, xin mày đấy. Mày bảo thằng Hoàng xin lỗi chị tao đấy. Xin lỗi thì em xin lỗi. Nhưng tôi làm gì mà xin lỗi? Tao bảo nãy giờ chúng mày vẫn không hiểu vấn đề à? Tao bảo là tao không cần chúng mày đến đây nói chuyện với chúng tao nữa nhá. Hai mày cứ về trước khi mà ấy, tao gọi cả dân chúng mày lên đây để giải quyết cho chúng mày nhá. Chị cứ gọi đi, nói chung chị ra xin lỗi nó không? Thế thì nói đúng rồi, chị còn nói gì nữa? Ủa tao xin chúng mày đấy, thôi chúng mày đi về đi chứ đây cả nhau làm gì nữa. Ngay từ khi nó giải quyết xong đây đi. Giải quyết cái gì? Còn tao bảo là bây giờ thà thằng già là người sai. Nó đi, nó sang đây, nó giấu cái sữa đi. Sao nó lại để tao làm lại cái đi tìm? Nhưng mà em không có bảo là người đâu đâu. Tính cái thằng Dung này. Ôi, thôi nào. Em chỉ muốn chị vui thôi, chị làm quá lên làm cái gì? Nó xin lỗi chị thế rồi thì tự nhiên như hắn vẫn được mặt nó thì cứ chửi cáu. Thằng Dung tao cũng chửi nó rồi. Còn thằng Hoàng ấy, tao bây giờ tao cũng không liên quan đến nó nữa, phải riêng mày nữa. Tao cấm chỉ hai mày tại tao nữa, không sai nữa. Còn em cũng chạy ra đây nữa. Ôi, xin lỗi chị đâu đi. Tao không xin lỗi. Bây giờ thay đổi chúng mày đi, thay đổi chúng mày. Mẹ ra nhà tao mày thay đổi chỗ đấy à? Mày tin là mày đâu, mày nói cái gì đấy? Này, tao bảo thôi. Mày đang nhau làm gì nữa? Mày làm sai nhà tao đó? Hả? Chị phải là người xin lỗi em đi, em không phải là xin lỗi chị đâu. Mày sai thì xin lỗi chị đi. Xin lỗi cái gì chị mới sai ấy? Mày bảo ai sai? Hả? Là chính là mày thôi nhá, mày sao đây rồi mà mày nói thay đổi chị tao như thế nhá? Trả lời gì cả? Mày bảo người yêu mày đi, đừng nói thế nữa. Trời ơi, nó xin lỗi rồi. Mà nói nữa tao mang cái chảo ra mặt mà rơi mặt chúng mày. Chúng mày bay luôn đi vào. Thôi đi về đéo, mình này nhìn chấp đi, chỉ trinh. Về cái gì, chị ra xin lỗi cho anh. Mày đi về không? Nhưng mày bảo chị xin lỗi đó. Mày bảo anh nó về nhá. Thôi, mày đi về đi. Mày đi. Chúng mày đi về rồi, tao nói gì sao? Mày đi về đi. Mày đi về. Chị từ chối. Thôi mà. Đéo làm sao đây nữa.